Hôm nay Randy chính thức lên tiếng về cái việc gần đây là có một số thông tin trên mạng đăng một số tin là nói là Randy đã tìm thấy mẹ rồi. Thật ra khi mà đọc những cái tin đó Randy rất là buồn. Chẳng hạn như có một số thông tin là Randy đã tìm được mẹ qua ngôi sao phương Nam. Rồi có một thêm một cái tin nữa là cuộc tìm kiếm mẹ của ca sĩ Randy đã đến hồi kết. Và thêm một cái chủ đề nữa là Randy đã tìm được mẹ đẻ. Tất cả những thông tin đó hoàn toàn không chính xác. Và gần đây nhất là trên mạng YouTube là có một cái mạng là tin mới đưa một cái thông tin Randy đã tìm được mẹ sau 42 năm. Randy đã tìm được mẹ, cảm động khóc, rồi như là một cái chỗ mà Randy thật sự rất là bức xúc và không hài lòng và cảm thấy cái sự đó nó tổn thương Randy rất là nhiều. Là tựa đề là căm thù lẫn buồn tủi khi gặp được mẹ. Khi Randy đọc như vậy thì Randy cảm thấy là rất là bức xúc. Bởi vì Randy, nếu mà Randy căm hờn mẹ mình thì tại sao Randy phải đi tìm? Cái đó là cảm xúc của Randy. Và nó ảnh hưởng tới Randy nhiều hơn nữa là như thế. Nếu mà khi mà có những người muốn đưa cái thông tin tìm mẹ đến cho Randy thì khi người ta thấy cái tin đó thì chắc chắn người ta sẽ không có tìm nữa. Bên cạnh đó Randy có rất là nhiều người bạn gọi tới Randy, nói là chúc mừng Randy đã tìm được mẹ. Rất là nhiều người như vậy, cộng với trên mạng cũng có một số người khán giả cũng gửi những lời chúc của Randy qua những comment dưới bài hát của Randy. Thì Randy cảm thấy rất là buồn. Cho nên là hôm nay Randy muốn lên tiếng về cái sự việc này. Tất cả những thông tin trên YouTube cũng giống như những cái chủ đề báo chí mà Randy mới vừa nói rồi là hoàn toàn sai 100%. Cho Randy hy vọng là nếu quý vị thương Randy và nghĩ đến cảm xúc của Randy, hoặc là nghĩ đến cảm xúc của những người mẹ mà người ta cũng nghĩ Randy là con của người ta, mà sau khi mà những người mẹ đó mà đọc cái tin như vậy nữa thì tự dưng người ta sẽ ngưng, người ta không tìm đến Randy nữa, tức là người ta đã mất đi một cơ hội để gặp lại con của người ta, và Randy cũng mất đi cơ hội để mà gặp lại mẹ của Randy. Chính vì lẽ đó mà hôm nay Randy muốn lên tiếng về cái sự việc này, và Randy mong rằng cái sự việc này không xảy ra như vậy nữa.